Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem tiến độ gói thầu cầu Bình Gợi thuộc dự án thành phần đường vành đai 3 qua Bình Dương. Gói thầu này do Ban Giao thông của tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty Trung Nam và công ty Bắc Trung Nam. Thời gian thi công lên đến 900 ngày, một thời gian khá phù phê cho một cây cầu có tổng chiều dài khoảng 1,3 km. Trước mắt ở đây là đường vành đai 3 từ Củ Chi cắt ngang đường DT9 rồi qua cầu Bình Gợi, bắc qua sông Sài Gòn để đi về Bình Dương. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vành đai 3 thành phố. Xác định 2024 là năm tăng tốc, 2025 là năm bứt tốc và năm 2026 phải hoàn thiện toàn dự án. Báo cáo với đoàn công tác Thủ tướng, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho biết vành đai 3 thành phố
hiện đạt 11,3% tổng khối lượng. Trong năm nay, ban tập trung đẩy nhanh 6 gói thầu xây lắp chính, đạt mục tiêu hoàn thành 75% khối lượng. Năm 2025 cơ bản thông tuyến, 2026 hoàn thiện toàn dự án. Nằm trong tổng thể dự án, cầu Nhân – Trạch Đu ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư hiện đạt hơn 60% tổng khối lượng, vượt tiến độ gần 5 tháng. Đến nay, có 4 gói thầu xây lắp chính đang thi công là gói 3, thành phố Thủ Đức, gói 6, huyện Củ Chi, gói 8, huyện Hóc Môn, gói 9, huyện Bình Chánh. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án cầu Nhân – Trạch dự kiến hoàn thành vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2025. Để đảm bảo tiến độ, ông Thi kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch dự án trong tháng 2 năm nay. Ông Lương Minh Phúc cũng báo cáo Thủ tướng về nhu cầu cắt đắp nền đường cho toàn dự án vào khoảng 9,3 triệu mét khối. Tuy nhiên đến nay, khi các dự án cao tốc triển khai đồng thời, nguồn cung cấp cát gặp nhiều khó khăn. Đa số các dự án đã khởi công nhưng vẫn chưa xác định đủ nguồn vật liệu xây dựng. Ông Trần Văn Thi cũng cho biết nhu cầu khối lượng cắt đắp nền đường còn lại của dự án thành phần 1 đoạn Tân Vạn – Nhân Trạch khá lớn, cần khoảng 340.000 mét khối để hoàn thành công tác đắp cát gia tải trong quý 22. Do đó, Ban Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo lãnh đạo các tỉnh có mỏ vật liệu quan tâm, hỗ trợ ưu tiên vật liệu cho dự án